Người cá Ánh Viên chính thức gia nhập cuộc đua đại hải trình. Hoa báo 673.000 tỷ đang sôi động hơn bao giờ hết khi có quá nhiều băng hải tặc. Được réo tên suốt nhiều ngày hôm nay, cuối cùng tộc trưởng tộc người cá Nguyễn Thị Ánh Viên đã chính thức đăng tuyển thành viên đi tìm kho báu 673.000 tỷ đang nằm đâu đó tại Đại Hải Trình. Yêu cầu vô cùng đơn giản khi không cần sở hữu trái ác quỷ mà chỉ cần biết bơi 4 kiểu để có thể sớm tìm ra kho báu. Trong khi đó, ở trên bản tin TikTok, hàng trăm băng hải tặc đã được hình thành với mục đích đi tìm kho báu trị giá 673.000 tỷ đang được cất giấu ở đâu đó ngoài biển khơi. Cuộc truy tìm gây cấn hơn bao giờ hết khi các băng hải tặc đều có tham vọng cao. Người thì có haki quan sát, người thì sở hữu trong mình trái ác quỷ. Kho báu chỉ có một, mà những kẻ dòm ngó thì nhiều không kể xiết. Vì thế ngay lúc này trên đại hải trình đang diễn ra những cuộc chiến khốc liệt giữa các băng hải tặc nhằm lấy được vị thế và loại bớt đi các đối thủ. Nhiều chiến hạm đã bị nhấn chìm, các thuyền viên đều bị rơi xuống nước. Rất nhiều người trong đó đã ăn trái ác quỷ nên đành vùng vẫy trong tuyệt vọng dưới biển sâu. Theo một phân tích mới nhất trên trang cá nhân của luật sư Hà, nếu tìm được kho báu 673.000 tỷ ở ngoài biển thì bạn phải trả lại cho người làm rơi. Nếu không xác định được đó là của ai thì bạn và nhà nước sẽ chia đôi số tiền trên, tức là mỗi bên nhận được 336.000 tỷ đồng. Để hình dung được con số 336.000 tỷ lớn đến mức nào thì bạn có thể hình dung nó bao gồm 672 triệu tờ 500.000 đồng với mỗi tờ 500k dày khoảng 0,15mm thì bạn sẽ xếp được sấp tiền cao 100,8km, con số cao gấp 11 lần đỉnh Everest và 121 lần Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.